Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Yes Tan TV. Chúc cho cô, chú, anh chị và các bạn luôn sức khỏe, bình an. Trở lại những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, đó là những câu chuyện liên quan đến những cái lùm xùm trong drama này, và đặc biệt là những cái mà chúng ta quan tâm ở đây là nó rất là căng trong cái tình hình hiện tại, đặc biệt là đối với những chủ kênh YouTube, đối với những người lên mạng xã hội ở đây nhé. Không chỉ có bên YouTube đâu, mà có những người lên mạng xã hội, lên các trang Facebook hay là TikTok, khi mà tấn công vào cái câu chuyện liên quan đến doanh nghiệp của công ty Đại Nam cũng như là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Khi mà Tam TV làm video này thì đột xuất là như thế này, cô chú anh chị và các bạn. Ngoài những cái vấn đề khác ra thì Tam TV lại thấy rằng là Đinh Lan chia sẻ và cái động thái rất là lạ. Không biết là chị Đinh Lan, chị chia sẻ những vấn đề này là bản thân chị có những cái gì à? Tam TV phải nói là ở đây không biết là Đinh Lan chia sẻ những cái này là cái gì ha. Đinh Lan nói rằng Đinh Lan cố thủ trong trong nhà giống vụ Mai Xuân Cường ngày 23 tháng 7 năm 2021, gần 2 năm trước. Mọi người lúc đó không biết lệnh bắt Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan được ký bởi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ. Ồ, cái này nghe khá là lạ này, bắt Mai Xuân Cường, nhưng tại sao lại có lệnh bắt Đinh Lan ta? Cô chú anh chị và các bạn có thấy cái này nó như thế nào không ạ? Cô chú anh chị và các bạn nghe kỹ, tao tivi đọc lại nhé. Đinh Lan cố thủ trong nhà giống vụ Mai Xuân Cường ngày 23 tháng 7 năm 2021, gần 2 năm trước. Mọi người lúc đó không biết lệnh bắt Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan được ký bởi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ. Tan TV thấy nó rất lạ là bắt Mai Xuân Cường nhưng hình như là không có bắt Đinh Lan. Nếu như có lệnh bắt Đinh Lan thì đã bắt rồi đúng không ạ? Và nhớ ở đây là Viện Kiểm sát ký nha. Cái này không biết là Đinh Lan có vu khống cho cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát không ha. Vì 15 ngày sau phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường, Đinh Thị Lan chủ mưu ngày 29 tháng 12 năm 2021, thì ngày 14 tháng 1 năm 2022 thay Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Đinh Lan đăng như thế này cũng không khác gì là giống như là cái câu chuyện là Đinh Lan đang ám chỉ điều gì đó mà Etam TV chưa hiểu lắm. Ở đây cô chú anh chị và các bạn bình luận và cho Etam TV một câu nhé. Nhưng mà cái mà Đinh Lan nói là lệnh bắt Đinh Lan là không đúng, hình như là cái thời gian đó là có viết giấy mời, giấy mời và giấy triệu tập đó. Rồi giờ đây kênh phản động đưa tin là lệnh bắt Đinh Thị Lan và Trang Trần đã được ký, làm hại suốt mấy ngày qua Đinh Lan bị tấn công dữ dội luôn. Hàng chục kênh YouTube sống lại tuyên truyền thông tin, báo đăng rồi gỡ, rồi hàng chục chủ kênh kêu gọi hàng trăm người tấn công Đinh Lan thì gây cho tôi sự áp đảo tinh thần rất nhiều. Cái này là Đinh Lan lại nói không đúng rồi này, không ai kêu gọi tấn công Đinh Lan cả. Mà bản thân chị Đinh Lan nhé, cô chú chị phải có biết là Đinh Lan tự đưa cái số điện thoại và cái Zalo của mình lên. Đưa lên để làm cái gì? Mình không bảo là mình bán hàng hoặc là mình làm cái gì đó, mình đã đưa số điện thoại lên mình phải chấp nhận. Những cái điều quan trọng nhất ở đây là chị có quyền đi viết đơn khiếu nại, tố cáo những cái người mà đe dọa chị đó. Chứ không phải là lên đây đăng tắp cộng đồng. Và khi đã đăng tắp cộng đồng thì chúng tôi có quyền phân tích và chia sẻ, chúng tôi chẳng xúc phạm gì đây cả. Tôi rất lạ là tại sao chị lại nói rằng là cái lệnh bắt chị được ký cách đây 2 năm ở cái thời điểm vụ án liên quan đến Mai Xuân Cường. Chị không biết lệnh bắt hay là cái gì đó thì tôi cảm thấy rất là ngỡ ngàng ha. Nếu tôi có tội thì đủ căn cứ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ký và đồng loạt các báo sẽ đưa tin lên các kênh YouTube tấn công vu khống xuyên tạc và kích động xúi dục fan cuồng tấn công Đinh Lan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Cuộc sống của tôi và các con cùng mẹ già đang hoang mang tột độ về hàng trăm người tấn công như thế này. Đinh Lan không liệt kê danh sách 46 kênh YouTube đang tấn công Đinh Thị Lan bởi vì tôi nói không nhắc gì đến các bạn nữa, nhưng tôi tôn trọng pháp luật, sẽ gửi đơn tố cáo những chủ kênh YouTube đã vu khống và làm nhục, tuyên truyền sai lệch về tôi trên mạng xã hội, khiến tôi ảnh hưởng đến uy tín danh dự tôi Đinh Thị Lan rất nhiều. Và bên dưới thì Đinh Lan đăng ngoài cái ảnh chia sẻ cùng con ra, thì
chị ta đăng một cái không biết là Facebook hay là YouTube của cái bạn Dương Thái. Thật ra Trang Trần và Đinh Lan đều đã có lệnh túm rồi, nhưng ông nội thanh niên vẫn trẻ trâu cầm đèn chạy trước. Mệt, he he. Cái này thì Tam TV phải nói rõ với cô chú chị và bạn rồi. Tôi đã giải thích cho chị Lan rồi. Nếu như bản thân chị có lỗi hay là chị có vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ điều tra. Chúng tôi không kết tội. Bản thân tôi không kết tội, mặc dù tôi bị chị vu khống rằng là đến đó, đến nhà chị, tấn công chị liệt tôi vào cái danh sách. Ngày đó là tôi không thèm, thật sự là tôi không thèm đưa đơn cho chị thôi. Thì tôi mà đưa đơn cho chị là chị cũng không có cái cửa nào để mà chị lên đó chị ngồi chị chửi tôi đâu. Bởi vì thực ra thì tôi phân tích về cái câu chuyện của Đinh Lan chứ tôi chưa bao giờ tôi quy chụp cho Đinh Lan ăn cắp ăn trộm hay làm cái gì cả. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn xem thì thấy rất rõ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa đó là chị có vu khống xúc phạm vợ chồng ông Dũng Lò Vôi hay không? À, chị có xúc phạm vợ chồng họ hay không? Câu chuyện mà tôi muốn hỏi ở đây là chị Đinh Lan, khi mà tôi nghe cái tiếng và cái hình ảnh của chị nói trên mạng xã hội là công ty Đại Nam nợ rất nhiều và sang chủ mới. Đến bây giờ 2 năm rồi chủ mới ở đâu chị Lan? Đến giờ 2 năm rồi chủ mới ở đâu? Vợ chồng ông Huỳnh Như Dũng nợ rất nhiều và công ty Đại Nam nợ đến mấy chục ngàn tỷ. Bà Nguyễn Phương Hằng tù chung thân thì chị sẽ đi đầu xuống đất. Mà cái câu mà tôi thấy rằng cũng là phụ nữ với nhau mà tôi không biết là chị biết về cái đời tư của bà Hằng đến đâu. Nhưng chị nói rằng bà Hằng bán đất vàng đi cho trai hết rồi. Đi cho trai, cho lọ, cho cái gì. Lúc đó những cái câu nói của chị thật sự là tôi cảm thấy nó khá là nguy hiểm. Tao tôi bị cảm thấy câu nói đó nó khá là nguy hiểm. Không phải là nguyên câu nói này đâu, còn rất nhiều câu nói khác. Mà bản thân Đinh Lan thì lại nhắc đi nhắc lại những vấn đề này rất nhiều lần. Đó. Thế còn vấn đề của Trang Mắm thì lại như thế này. Tao TV thấy rằng là bản thân Trang Mắm, chị này mấy ngày hôm nay rồi không dám nhắc đến chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, không dám nhắc đến chuyện của chị Hằng nữa. Phải chăng là họ cũng đã biết cái điều gì đó? Nhưng ít ra thì tôi nghĩ rằng là các chị nên xem xét cái vấn đề là mình là những người nổi tiếng nên xem xét cái lời nói. Cho dù không nổi tiếng thì cũng đừng lên văng những cái này văng cái kia ra để người ta cảm thấy người ta khinh bỉ mình. Là một người vô văn hóa, đúng không ạ? Khi mà các chị nói bà Hằng, bà chửi tục, chửi phản cảm, nhưng các chị chửi người ta, xúc phạm người ta còn phản cảm hơn thì các chị nghĩ thế nào? Ở đây là FTV nói thẳng rõ quan điểm là kể cả có làm việc với cơ quan chức năng hay là có nói gì chăng nữa, tôi vẫn nói thẳng là tôi chưa bao giờ ủng hộ cho chị Hằng phát ngôn phản cảm và chửi tục trên mạng xã hội. Nhưng cái vấn đề mà chị ấy nói có chính xác hay không, chị ấy viết đơn cho những người này có đúng hay không? Hoàn toàn đúng, tôi khẳng định là như vậy. Nếu chị ấy sai, các chị viết đơn cho chị ấy chứ các chị không có quyền lên, các chị lại bôi nhọ người ta. Tiền nào đi cho trai, cho ai, bao nhiêu tiền, Đinh Lan giải thích được không? Và bản thân Trang Khan thì lấy cái gì? Bản thân Trang Khan thì lấy cái gì để đi kiện bà Hằng cho chính xác? Khi mà chị lên chị chửi, trời ơi tôi còn thấy nó gấp hàng chục lần so với chị Hằng. Vậy cái mà chúng ta đang nhìn ở đây là cái gì? Cái chúng ta đang nhìn ở đây là cái vô ý thức và cái câu chuyện mà dám làm mà không dám chịu. Tôi nói ở đây là tôi phân tích về anh Thành hay chị Tiên hay anh Linh, tôi nói cái gì thì video nó còn nguyên đó. Và tôi chẳng phải thay đổi cái gì cả. Video vẫn còn nguyên đó. Và tôn trọng các anh các chị. Cho nên là tôi vẫn chia sẻ những cái điều mà tôi nói ở đây. Đó là cái đóng góp trên tinh thần xây dựng. Chứ không phải là tôi đi, tôi quy chụp tôi bảo là anh Linh, anh ăn hay anh đớp hay anh thế này thế kia. Không có. Tôi chỉ nói nếu những cái vấn đề đó là thật thì các anh các chị nghĩ sao. Và nếu như là các anh các chị nghĩ sao nào, đừng biện hộ cho cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Thế còn việc Trang Mắm chị ấy có bị bắt hay không thì nó còn do cái chị ấy. Mà chúng ta nhìn thấy động thái mấy ngày hôm nay đó, tôi thấy là động thái mấy ngày hôm nay ngoan rồi, rất là ngoan và nên ngoan như vậy. Đừng nghĩ rằng cái việc làm của mình không ai biết. Thế còn Đinh Lan với những rất nhiều, nếu như bản thân doanh nhân Huỳnh Dũng cũng như là đội ngũ luật sư của công ty Đại Nam, họ đã lưu vi bằng rồi thì các chị không bao giờ thoát được. Tôi khẳng định một điều là nếu họ đã lưu vi bằng rồi thì kể cả không khởi tố, có thể không bắt giam thì các chị vẫn vi phạm những cái điều ví dụ như là 155, 156, chứ chưa nói đến 331.
Thế còn cái lệnh bắt ở đây chị nói là lệnh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân. Thật ra thì S8TV chưa cần phải check cái Google xem là anh ấy là ai, bởi vì bản thân S8TV cũng biết. Nhưng tôi đang nói là chị nói như vậy thì nó có đúng không? Bởi vì tôi chưa thấy cái lệnh bắt nào liên quan đến Đinh Lan cả. Triệu tập và giấy mời thì chúng tôi có thấy, đúng không ạ? Nhưng nếu chị nói là lệnh bắt thì chị đang gài người khác, hay là chị đang vu khống cho người khác đấy? Đó, mà từ đâu chị biết là có lệnh bắt? Có lệnh bắt mà chị ngồi từ đó đến giờ. Đấy là câu chuyện S8TV muốn nói cô chú anh chị và các bạn, đó là cái câu chuyện ở giữa Đinh Lan. Còn bản thân Đinh Lan có đang có những cái thái độ gì đó hay không thì đấy là việc của Đinh Lan, chúng tôi cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Chúng tôi không quan tâm, nhưng khi chị có kênh YouTube, chị đưa lên mạng xã hội, chúng tôi có quyền bình luận và đánh giá trên tinh thần xây dựng. Bởi vì nói thẳng với cô chú anh chị và các bạn, giờ cơ quan chức năng vào cuộc rồi, nếu như chúng ta đưa ra những cái đánh giá không đúng, xuyên tạc quy trục, thậm chí là bịa ra những cái tình tiết không có để nói cho họ, chúng ta mới là người vi phạm. Còn cơ quan chức năng có làm việc như thế nào đó thì Đinh Lan và chị Trang cứ hãy bình tĩnh nhé, hãy bình tĩnh, không phải nôn nóng đâu. Cháu nào cũng có phần, bởi vì các anh các chị phải nhớ rằng là các anh các chị có tham gia vào drama này, và bản thân bà Nguyễn Phương Hằng bà không tấn công các anh các chị trước. Hãy nhớ nhớ một điều như vậy. Và hai nay Đinh Lan và Trang Khan thì cũng lại là fan của chị Phi Nhung, nhưng tôi tôn trọng người đã khuất. Một điều nữa, tôi tôn trọng người đã khuất. Một điều thứ hai nữa tôi muốn nói ở đây là các anh các chị đừng vin vào cái cớ gì cả. Chúng ta làm, chúng ta có cái quan điểm của chúng ta, có cái chia sẻ của chúng ta, đừng nghĩ là vì cái gì á. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Thế còn lệnh bắt có hay không, sau này nó đến với ai, chúng ta hãy chờ cơ quan chức năng thông báo. Drama này nó vẫn còn rất là dài mà bây giờ thì nó đang nóng lại. Xin được cảm ơn tất cả của chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.